Lời Chúa theo Thánh Gioan chương 11 từ câu 45 đến câu 56. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên ông đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông nghĩ thế không? Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp tin mừng hôm nay diễn lại cảnh những người trong thượng hội đồng, những bậc được coi là vị vọng, là bản quyền tôn giáo thời bấy giờ. Họ bàn luận với nhau nhằm lên án tử Chúa Giêsu, một đấng thánh lẽ ra họ phải hết lòng kính trọng và tôn thờ. Tại sao họ lại kết án Chúa Giêsu như vậy? Tại sao họ lại dùng bạo lực dành cho đấng thánh của Thiên Chúa? Một trong những nguyên nhân dễ hiểu có lẽ là họ không thể chấp nhận một con người Giêsu sống không như ý của họ. Một con người Giêsu mà làm theo mệnh lệnh của họ. Họ thích quyền lực thống trị, còn Chúa chỉ muốn trao ban yêu thương, cứu vớt những kẻ thấp hèn nghèo khổ. Đích nhắm của người lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu là chính trị, là quyền hành, là thống trị. Làm sao có thể tạo ra một quốc gia hùng cường thoát khỏi những kìm hãm đô hộ của người La Mã là mục tiêu của người Do Thái? Họ nghĩ rằng Đức Messia đến là để thực hiện mưu đồ và tham vọng của họ. Nhưng khi Đức Messia đến mang một sứ mạng khác, sứ mạng của yêu thương, của bác ái, của cứu độ. Chúa Giêsu đến không chỉ để giải thoát con người khỏi nô lệ thể xác, nhưng quan trọng hơn, Chúa đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết đời đời. Thiên Chúa luôn có mục tiêu cao hơn so với những dự định chóng qua của con người. Sự sống đời đời bao giờ cũng cần hơn sự sống tạm bợ nơi trần gian vốn rất nhiều hiểm họa, đau khổ của kiếp người. Là người tín hữu theo Chúa, chúng ta cũng được mời gọi vươn lên niềm vui phục sinh, chứ không chỉ dừng lại những sự đau thương của ngày thứ sáu tuần thánh. Nếu muốn vươn lên, chúng ta cần cởi bỏ những suy nghĩ tầm thường, lột bỏ những ảo vọng chóng qua để hòa nhập vào sự sống của Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những giá trị mà chính Chúa đã mang đến cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con nên giống Chúa, nhất là trong mùa chay thánh này. Amen.